Đây là nắp body của Fujifilm X-Series. Và đây là nắp body của Fujifilm G-Series. Bây giờ mình nói dòng Fuji X-Series dòng crop 1.5 rồi đúng không? Hôm nay cho mấy anh em ăn món này tuy cũ mà mới. Hôm nay mình sẽ review medium format của Fujifilm để coi nó có cái gì hay, có cái gì dở ha. Ok, hãy cùng tìm hiểu. Cảm ơn DNA Studio và Rumera đã tài trợ cho clip này. DNA Studio là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê không gian tường vô cực, hỗ trợ kỹ thuật và các thiết bị đèn chuyên nghiệp không tính phí. Rumera thì chuyên máy chụp hình cũ, đặc biệt là Fujifilm. Mình có để đường link ở dưới, mong được các bạn ủng hộ. Ok, đầu tiên là chất lượng hình. Chất lượng hình nó cực kỳ tốt, từ chi tiết cho tới màu. Từ lúc mà mình coi trên mạng á, hình có để hashtag là chụp từ Fujifilm GFX, thì mình coi trên mạng xã hội mình thấy cũng bình thường mà ta. Thì tại sao mọi người lại đề cao nó quá? Mình cũng có thử zoom vô mình coi này kia thì không thấy gì khác biệt, cho tới khi mình mua một cái máy. Đợt đó mình xài là con Fujifilm GFX 50R và cái ống kit của nó thôi, ống kit ống 35-70. Thì mình chụp thử một tấm phong cảnh và mình về mình đổ hình vô máy tính, mình zoom 100%, thì lúc đó mới thấy được cái sự lợi hại của nó. Chi tiết rất là đủ đầy, một cái cảnh lớn như vậy mà bạn thấy được chi tiết của gần như là từng cái lá, từng cái cây cọng cỏ luôn. Và một cái nữa là màu nó nhiều dữ lắm, đã dữ lắm. Cái dải DR, Dynamic Range, cũng rất là rộng. Thì cái file chất lượng như vậy cho nên cho phép bạn tùy biến rất là thoải mái. Tiếp theo là tốc độ AF. Mọi người nói khi mà lên medium format thì sẽ bị chậm, nhưng mà các bạn đang so một cái hệ quy chiếu nó hơi khập khiễng. Nếu các bạn so Fujifilm với lại người anh em khác, đó là ví dụ như Pentax hoặc là Hasselblad, thì thấy Fuji không hề chậm. Trên tay mình là bộ GFX 50S cùng với lens 63mm, thì tốc độ lấy nét của nó tương đương với bộ X-Pro 1 cùng với lens 35mm f1.4. Nói chung là với mình ở mức chấp nhận được. Và với cái chất lượng hình ảnh như vậy cùng với cái tốc độ lấy nét như vậy, thì Fujifilm họ hướng người dùng tới chụp phần lớn là ở trong studio, nơi mà bạn sẽ cần cái chất lượng hình ảnh tối thượng. Những cái mẫu sau này thì có cải thiện về tốc độ lấy nét, thì phù hợp cho bạn chụp chụp street hay là một số những cái yêu cầu, những cái tác vụ đòi hỏi lấy nét nhanh hơn một chút. Cái bộ như vậy nè, cá nhân mình và thậm chí nhiều anh em luôn cũng hơi bất ngờ, tại vì nhìn thì nó hầm hố nhưng mà nó không nặng như cái bề ngoài. Như cái bộ này thì loanh quanh đâu đó khoảng 1 kg thôi đó. Với lại cái body 50S này, bạn sẽ có một cái bán cầm rất là chắc chắn, gần như nó ôm nguyên cái tay mình nè đó. Và cái nút này được dời ra khỏi cái phần top lay, để cho khi mà bạn cầm, bạn nhấn xuống thì cái ngón chụp nè, ngón trỏ nó sẽ vô đúng với cái công thái học của nó. Với cái body 50S này thì bạn sẽ tháo gù ra được. Đây, tháo gù ra. Và khi bạn lật lên như vậy, bạn chụp. Không có thể nhớ là khi mà bạn ngắm từ trên xuống như vậy nè đó, và nghe cái tiếng màn trập thì cảm giác nó khá là giống với xài máy medium format phim. Về phần hệ lens thì mọi người băn khoăn là hệ lens nó không có đa dạng. Tuy nhiên lens chính hãng, lens RF chính hãng Fujifilm, thì nếu mà góc siêu rộng thì bạn sẽ có tiêu cự từ 20 tới 35 mm, góc rộng thì bạn sẽ có 45 mm.
Nó có thêm một con bend khác nữa là 50mm, góc tiêu chuẩn thì là 63. Cái này nó sẽ tương đương với góc 50mm full frame. Nhưng mà mình thì không có chơi full frame fan Fuji nào giờ, thì cái hệ số này, cái tiêu cự này bạn chia đôi thì sẽ ra trên crop. Ví dụ như 63mm chia đôi là đâu đó nó khoảng 30-33mm trên Fujifilm X-Series. Tele hơn một chút thì bạn sẽ có 80, bạn sẽ có 110, bạn sẽ có ống zoom, zoom thì bạn sẽ có 35-70, 32-64, 45-100. Tele hơn nữa thì bạn sẽ có 250, và siêu tele luôn bạn sẽ có ống 500. Ngoài những cái ống của hãng, ống hãng thì đó, nó đồng ý là nó không có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng mà ống nào chất lượng ra đúng ống đó, bạn sẽ không thất vọng về chất lượng ống của GFX đâu. Như mình nói, mình có chụp với ống 35-70 rồi, thì chỉ là một cái ống gọi là tiêu chuẩn thôi, thì giá nó đâu đó loanh quanh khoảng 13 triệu. Bạn sẽ có một cái ống weather seal và chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Từ lúc mà mình xài mấy con GFX này thì mình đi từ crop lên, và thậm chí từ full frame lên luôn, mấy bạn coi hình bạn sẽ thấy nó là một vùng trời mới luôn á, với điều kiện bạn coi trên màn hình của máy tính nha, thì nó sẽ cho cái độ phân giải, nó cho độ chi tiết nó đủ đầy nhất có thể. Cái chuyện ống thì ngoài ống chính hãng, bạn có thể xài được những cái ống của hãng thứ ba, ví dụ như Seven Artisan hoặc là TT Artisan. Ngoài ra bạn cũng xài được, xài qua ngàm chuyển những cái lens full frame á, bạn tận dụng. Thì với cái cảm biến full frame là 36x24mm, thì cái medium format này, kích cỡ cảm biến của nó là 44x33mm, sẽ có một số lens full frame phủ được cái cảm biến của medium format luôn. Cho nên một số lens bạn xài không bị tối góc, và một số lens bị tối góc. Có một cái bản sheet luôn, mọi người cùng chung tay làm lên cái cộng đồng đó, thì nếu bạn muốn thì tham khảo cái sheet đó để biết là lens nào có thể phủ được hoặc phủ nhẹ hết cái cảm biến này. Mọi người nói mua body thì đã mắc rồi, nhưng mà mua lens còn mắc nữa. Mình thấy điều này cũng không đúng. Tại vì như mình nói, cái lens 35-70 gọi là lens chính hãng rẻ nhất thì nó loanh quanh cỡ 13 triệu. Cao hơn thì bạn có lens loanh quanh cỡ 20, 30, 40 triệu. Thì so với những hãng khác nó cũng tương đương. Ví dụ lens RF 70-200 của Canon, hoặc là những cái lens GM của Sony, thì những lens chất lượng đó cũng loanh quanh 30 triệu. Và bây giờ nếu bạn thực sự nghiêm túc với nghề, bạn đi làm nghề cần chất lượng hình ảnh tối thượng, thì một bộ Sony đó nó cũng loanh quanh cỡ 100 triệu. Với 100 triệu đó đổi qua bên GFX này thì bạn sẽ mua được body 50S 40 triệu, lens 35-70 13 triệu, lens 63 18 và lens 100-200 35 triệu. Giá bây giờ thì thiệt sự là quá dễ tiếp cận luôn á. Hồi con 50S này mới ra thì nó 6.500 đô, là đâu đó cỡ 130 triệu. Thì bây giờ giá nó chỉ còn khoảng tầm 1/3 thôi. Mình đang bán loanh quanh 40 triệu. Các bạn có thể, các bạn quan tâm có thể nhắn tin cho mình để coi mình còn body nào, thì mình sẽ chào các bạn body đó và tư vấn cho các bạn cái lens phù hợp nhất. Nếu mà bạn thích gọn nhẹ, chất lượng hình ảnh cũng cao, thì đang có con X100 Mark 6 bây giờ loanh quanh 50-55 triệu đó. Và ở cái tầm giá tương đương đó, bạn cũng lấy được con 50S cùng với lens 35-70. Thì quan trọng là bạn ưu tiên chất lượng hình ảnh hay là bạn ưu tiên ngoại hình, cái sự nhỏ gọn mà thôi. Có một cái chủ đề khá gây tranh cãi nữa, đó là cái medium format look. Mọi người nói là hình chụp từ medium format nó cho ra một cái vibe, một cái cảm riêng. Thì mình nghĩ cái đó chỉ đúng với medium format phim thôi. Tại vì kích cỡ của cái tấm phim medium format mà nhỏ nhất á, là 60x45mm, trong khi con này thì gọi là crop medium format,
cũng được đó. Thì DB Review họ có làm một bài YouTube có nói về so sánh về cái này, thì họ lấy những cái lens medium format họ chụp và họ lấy những cái lens full frame họ chụp cùng góc đó, thì so sánh ra thấy cũng như nhau rồi các bạn. À, thì một cái thông tin mình đưa thêm cho các bạn biết thôi. Về phần đối tượng người dùng thì cái này là góc nhìn cá nhân nha. Với mình thứ nhất đó là người dư tiền. Thực sự là vậy, tại vì chi trên 50 triệu cho một cái thú vui thì ở Việt Nam mình nó cũng khó, gọi là khá là đắt đỏ. Nhưng mà thực sự thì thú vui nào cũng tốn tiền. Dù bạn đi câu cá thì bạn cũng phải sắm cái cần, bạn đi chạy bộ thì cũng sắm đôi giày hay xe đạp. Đó, có một thú vui không tốn tiền đó là thiền. Chỉ việc ngồi một chỗ hít thở thôi. Đối tượng thứ hai đó là những người dùng cần chất lượng hình ảnh tối thượng. Đó, thiệt sự là vậy. Với cái kích cỡ cảm biến kỹ thuật số gần như là lớn nhất hiện tại rồi, 44x33mm. Đó, thì đối với những cái người dùng phổ thông thì chụp bằng điện thoại hay chụp bằng những cái máy cảm biến bự như vậy mà up lên mạng xã hội thì nó sẽ nén hết về một cái chuẩn là còn cỡ 2048 pixel, thì thiệt sự nhìn hình nào cũng như hình nào. Thì cái này dành cho cá nhân thôi đó, nếu mà bạn chơi đến một thời gian rồi bạn thấy vẫn chưa đã thì lúc đó lên cái này đó. Như mình nói hồi nãy là những cái tấm hình bạn coi trên mạng xã hội á, nó chưa thể hiện hết, thì chỉ khi nào bạn mua cái máy này về chụp xong lấy thẻ nhớ bỏ lên máy tính và zoom vô nhìn chi tiết nó đủ đầy, lúc đó nó sướng lắm. Như mình nói, nó là một cái vùng trời mới luôn. Rồi cái thứ ba đó là người dùng cần phóng hình rất lớn, rất bự. Thì mình nghĩ đây là sẽ là các anh em chụp dịch vụ. Mình có biết một thằng em thì có job nó cần chụp cái máy massage và phóng ra cái banner thiệt là bự để ở ngoài đường cho người ta thấy. Thì lúc đó nó cần mướn con GFX 100 với 100 megapixel đó, và ánh sáng đủ đầy như vậy thì chi tiết nó lên đã lắm. Lưu ý thêm về một cái chuyện megapixel cao nha. Nó giống như là một cái thủ thuật để các hãng điện thoại marketing tầm khoảng đâu đó 7 tới 10 năm trước. Thì hồi đó có một cái con Nokia gì đó được quảng cáo là 40 megapixel, thì mọi người bị cái nó gọi là cái sales gimmick, giống như là một cái thủ thuật vậy đó. Thì người dùng không có kiến thức về nhiếp ảnh, họ sẽ nghĩ là càng nhiều megapixel chụp thì sẽ càng đẹp. Nhưng mà không, nhiều megapixel là để cho bạn phóng hình càng bự, nó càng có, nó giữ lại chi tiết nhất có thể. Mà thiệt ra cái này nó phụ thuộc vào cái kích cỡ cảm biến của máy hình hơn. Hồi trước mình có xài con Canon, nó chỉ có 8 megapixel thôi. Hệ số crop của nó là 1.3, tức là nhỏ hơn full frame một chút. Thì mình rửa hình cổng, hình đám cưới á, 60x90cm vẫn đủ chi tiết, vẫn đủ chất lượng. Thậm chí mình có crop đi chút xíu nữa vẫn ok luôn. Thì nói cho các bạn biết một chút xíu về cái megapixel. Ok, về phần ngàm thì lens Canon hầu như là cái Canon là cái hãng có nhiều lens nhất tung ra thị trường. Thì các bạn nếu muốn xài qua ngàm thì nó sẽ có ngàm Fringer và ngàm Viltrox, các bạn sẽ xài được cho lens Canon full frame. Mình đã từng test hai cái ngàm luôn rồi, thì hiệu năng tốc độ AF nó chênh lệch không quá nhiều, nếu không muốn nói là gần như nhau luôn. Nhưng mà bù lại Viltrox thì rẻ hơn Fringer được nửa giá. Cái ngàm Fringer đợt trước mình mua là 10 triệu, còn Viltrox thì đâu đó 3-5 triệu. Tiếp theo là cái tỷ lệ hình. Do cái kích cỡ cảm biến là 44x33mm thì tỷ lệ hình của medium format sẽ là 4x3. So với full frame hay là crop 1.5 thì tỷ lệ hình là 3:2. Mới đầu mình cũng nghĩ là mình sẽ không có quen với cái tỷ lệ hình này, nhưng mà nó rất là tự nhiên. Tới khi mình để ý là thì ra nó là 4:3 hả ta. Kiểu như mình không có bị trở ngại gì khi chuyển từ kích cỡ hình 3:2 của máy
Grab lên qua cái tỷ lệ 43 của medium format này. Ngoài ra máy GFX này còn cho bạn tái tạo được một cái tỷ lệ khung hình khá độc đáo, rất là dài, 65x24. Tỷ lệ này của máy phim X-Pen thì hồi đó một cái cuộn phim là chụp được 18 tấm, thì với cái tỷ lệ này bỏ lên cái máy phim X-Pen đó thì bạn sẽ, xin lỗi, chụp 36 tấm, thì bỏ cái tấm phim, bỏ vẫn bỏ cuộn phim đó lên cái máy X-Pen thì bạn sẽ cần chụp được 18 tấm. Nó dài lắm, nó dài thăm thẳm luôn. Khi mà dơ máy lên là kiểu như cỡ nào cũng ra được một cái khung hình rất là đẹp, rất là nghệ. Tiếng màn cặp nghe đã tai nha, nghe thử nè. Thấy không? Chụp rất là thông thả. Đó. Quay lại phần chi tiết hình ảnh thì vùng sáng, vùng tối nó cho ra đủ đầy chi tiết hết, coi như là gần như không thiếu chi tiết nào. Bạn hậu kỳ nếu có thì cũng sẽ rất là nhẹ nhàng. Màu thì nó dịu dàng và nó chính xác nữa. Nói chung là hashtag Fujifilm nó cho một cái cảm giác thoải mái lắm. Không diễn tả được, nói chung muốn con chụp thử đi. Tiếp theo là phần dung lượng file. Với cái máy tính đời cũ của mình thì 50 megapixel máy nó vẫn chịu được. Mình đổ hình lên Lightroom mình có chỉnh chút xíu. Nói chung mình thuộc về team tiền kỳ nhiều nhất có thể, để hậu kỳ nhẹ nhàng nhất hoặc là không đụng tới luôn. Thì đó, mình hậu kỳ mình import nhập hình vô Lightroom thì máy nó vẫn chịu được. Một tấm file RAW của con 50X này, tức là 50R hoặc 50S, thì nó khoảng 111MB. Tiếp theo là về độ tiện dụng. Thì cái combo medium format Fujifilm mà mình thấy nhỏ gọn nhất á, là cái body 50R và ống 50mm f3.5 bên khác. Đó, thì như mình nói nó cũng loanh quanh cỡ 1kg à. Và các bạn có thể bỏ theo, bỏ vô túi đeo chéo đi chụp street hàng ngày được. Còn nếu mà nặng hơn đó thì tầm này, đây là ống 120mm. Đợt rồi thì mình đi street chụp với anh em thì mình cầm theo ống 100-200, nó cũng dài, nó cũng cồng kềnh cỡ này. Và ống 35-70 thì lúc đó phải cần một cái ba lô mới chứa vừa. Vì cái độ cồng kềnh của nó như vậy, thành ra mình có một em ruột là bạn Phước giấu tên. Bạn đã đổi từ combo 50S và lên 63mm. Bạn Phước giấu tên, giấu dữ chưa? Phước đã đổi từ combo 50S với 63mm xuống thành SH2S và nhiều cái lens khác nữa. Thì đó, nếu mà bạn ưu tiên độ tiện dụng, độ tốc độ lấy nét, độ tin cậy chắc chắn, nhiều thứ khác để lấy cái chất lượng hình ảnh tối thượng, mình sẽ phải cân. Tại vì không có cái máy ảnh hoàn hảo đâu. Nếu có thì mọi người xúm vô mua máy đó hết rồi, máy hàng khác sẽ bán ế hay sao. Đó là vấn đề thích và hợp á. Mình thích nó nhưng nó có hợp với mình, nó có hợp với nhu cầu của mình hay không nữa thì mới gắn bó bền được với cái combo đó. Quay về cái chuyện tốc độ lấy nét thì thậm chí có một số máy medium format khác á, nó còn không có cho bạn cái khả năng tự động lấy nét nữa, là bạn chỉ sẽ phải lấy nét tay không thôi. Hôm bữa mình có test chơi thì mình thấy cái ống 100-200 của Fuji này nó còn muốn lấy nét nhanh hơn cái ống 63 nữa. Về lý thuyết á, thì thường lens mà càng về giải tele á, nó sẽ càng lấy nét chậm. Tại vì cái giải lấy nét của nó sẽ cần dài hơn và nó sẽ cần phải chính xác hơn. Cho nên con 100-200 mình nhớ không lầm thì nó có cái Lani motor, nó sẽ giúp lấy nét nhanh và êm và chính xác hơn những lens không có Lani motor, tức là motor tiến tính á. Đây, nếu nói chậm thì combo này Hasselblad H2 với cái back B25 và ống 50-110 nó lấy nét còn chậm hơn cái này nữa. Thì mình cũng không trách, tại vì cảm biến nó bự hơn nữa.
Đó, cho nên tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn và cái thể loại bạn chụp, bạn chấp nhận được cái tốc độ của nó. Như mình đã cảnh báo nãy giờ thì kiểu như mình yêu thích nó mà có những cái nhược điểm của nó thì mình chấp nhận được, sống chung được thì ok, chơi tới luôn. Một số cái cảm nhận khác của chính mình về cái dòng GF này. Thứ nhất là nếu mà bạn đã yêu cái hệ màu Fuji rồi thì cỡ nào bạn cũng sẽ phải lên gửi biết thôi, chuyện sớm hay muộn. Tại vì thiệt sự Fuji khi mà họ ra dòng medium format này đâu đó khoảng năm 2015 thì họ cũng tính rồi. Lúc đó thị trường full frame khá là bão hòa và để ra một cái chất lượng hình ảnh hơn nữa thì chỉ có thể bằng cách là mở rộng kích cỡ cảm biến, thì đó là gì? Medium format. Khi mà bạn quen với những cái thao tác từ những cái máy X-Series khác á, thì bạn cũng sẽ quen thao tác ở đây, nút này kia nó vẫn nằm ở đó. Những cái nút không tên thì đè display 3 giây nó ra những nút chức năng để bạn muốn cài sao cài. Công thái học cũng nhiêu đó, ngắm lên cũng nhiêu đó, menu cũng y chang. Nếu mà bạn đã quen với thông số của dòng máy crop 1.5 rồi á, dòng Fuji X-Series, thì bạn qua đây bạn rất dễ làm quen luôn. Ví dụ như cái ống 35 cho tới 70mm F từ 4.5 cho tới 5.6 weather resistant, thì bạn chỉ cần chia 2 thôi là ra thông số trên crop rồi. Tức là nó sẽ tương đương lên 18-35mm và nó có depth của 2.2-2.8. Bạn lưu ý là mình dùng từ depth, độ sâu trường ảnh nha, chứ mình không có dùng từ là khẩu độ tương đương. Hai cái này nó tưởng giống mà nó lại khác. Bạn nào quan tâm thì comment nhiệt tình vô, mình sẽ làm cái bài giải thích này ở một video khác. Có vài anh em nói là anh em chơi lên tới medium format rồi thì khó xuống. Công nhận cũng hơi khó xuống thiệt. Nhưng mà mình chụp chơi chơi thôi, mình không đặt cái chất lượng hình ảnh nó lên đầu, mà với mình nó là khoảnh khắc, là lưu niệm, là ký ức, là câu chuyện, thì mình vẫn chơi song song hai hệ được. Ok, chúc tản mạng. Lúc mà soạn cái bài này thì ghi là tản mạng cuối năm, nhưng mà tới bây giờ là tháng 7 rồi thì mới có dịp quay cái video này. Hy vọng là lên sóng sớm cho các bạn thôi. Tùy thuộc vào lòng hảo tâm của bạn Đức. Đức hả? Đức nhận sớm thì có sớm hả? Hy vọng có video sớm cho anh em coi. Thì tâm tình của mình đó, với một cái hệ máy có thể nói là kén người dùng và tương lai chắc chắn là dễ tiếp cận hơn với anh em nhiều rồi. Tại vì hiện tại thì tình hình chung tất cả các máy compact, trong đó có Fuji, đều đang bị ảo giá, giá đang bị đẩy lên khá cao. Thì một cái body này 40 triệu là nó tương đương và có khi rẻ hơn luôn, tương đương với XT5 và rẻ hơn cả XH2, XH2S nữa. Thì tội gì mình không trải nghiệm thử, đúng không? Ok, video chắc chắn sẽ còn nhiều hạn chế vì nó mang nhiều màu sắc cũng như trải nghiệm của cá nhân mình đối với cái dòng máy này. Thực sự mình cũng rất yêu thích nó. Cho nên nếu mà có sai sót gì thì xin mọi người cứ comment góp ý chân thành. Xin cảm tạ.